quý vị, Đà Nẵng vẫn được xem là thành phố của những cây cầu. Những cây cầu bắc qua sông Hàn 25 năm qua chính là những nhịp cầu nối các khu vực huyết mạch trọng điểm của thành phố và cũng những nhịp cầu nối những bờ vui, là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Những ngày này, trong không khí hân hoan phấn khởi kỷ niệm 25 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, người dân du khách có thể trải nghiệm hành trình ra đời của những cây cầu tại Đà Nẵng thông qua không gian trưng bày Đà Nẵng thành phố của những cây cầu tại Bảo tàng Đà Nẵng. Đây là những bức ảnh được Bảo tàng Đà Nẵng sưu tầm và do các nhiếp ảnh gia, các nhà báo và những người yêu mến Đà Nẵng trao tặng. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện mạch cảm xúc về những cây cầu nổi tiếng của thành phố. Có rất là câu chuyện khi nói về thành phố Đà Nẵng qua 25 năm và cách mà bảo tàng chọn để kể câu chuyện cho công chúng ở đây chính là thông qua các cây cầu của thành phố Đà Nẵng. Và có thể nói là từ khi có những cây cầu ra đời thì nó không chỉ đơn thuần là giúp cho cái việc đi lại cũng như là giao thương buôn bán nó trở nên thuận tiện, mà hơn hết đó chính là nó còn thể hiện cái sự đồng thuận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân của thành phố Đà Nẵng khi cùng chung sức, chung tay góp phần xây dựng nên cái thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại. Với hành trình 25 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã gặt được nhiều thành quả trong quá trình phát triển và hội nhập. Những cây cầu bắc qua sông Hàn cũng là minh chứng cho những dấu mốc phát triển quan trọng đó của thành phố, nhất là trong dấu ấn mở rộng không gian đô thị. Nhờ sự phát triển của những cây cầu cho nên những cái vùng trước đây là hoang vắng, là kém phát triển thì bây giờ trở thành trung tâm phát triển. Và chính những cây cầu đã làm cho Đà Nẵng trở thành một thành phố có mặt tiền đi ra biển. Ôn lại lịch sử phát triển của thành phố qua triển lãm ảnh về những cây cầu cùng chương trình Nghe kể chuyện bên dòng sông Hàn cũng là một cách mà Bảo tàng Đà Nẵng lưu giữ lại trong lòng các thế hệ về một đô thị miền Trung với những dấu ấn phát triển riêng có, khơi dậy khát vọng vươn mình của thành phố trong giai đoạn mới. Triển lãm đang tiếp tục mở cửa phục vụ khách tham quan đến ngày 7 tháng 1 năm 2022.